với tinh thần tương thân tương ái, qua 2 năm đi vào hoạt động, biệt đội nhí An sinh xã hội ở Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới trẻ em khó khăn. Đặc biệt vào những ngày sau Tết, các em tham gia chiến dịch cộng đồng Tết truyền tay, quyên góp bánh kẹo, thực phẩm, đồ hộp sau Tết chưa sử dụng và còn hạn dùng để trao tặng các em nhỏ ở vùng cao. Biết đến hoạt động Tết truyền tay của nhóm An sinh xã hội thông qua Facebook, hôm nay Tùng và em trai đã xin phép bố mẹ mang những hộp bánh kẹo của gia đình đến tặng cho các bạn tại điểm thu nhận quà. Nhà có là những cái bánh kẹo sau Tết là cũng kiểu không ai dùng nữa ấy. Thì nếu mà cứ để thế thì sẽ bị lãng phí. Thì bây giờ con mang đến đây để mang đến những niềm vui nho nhỏ cho các bạn trẻ ở vùng cao. Trực tiếp quyên góp rồi trở thành thành viên của nhóm để vận động thêm nhiều người cùng san sẻ yêu thương tới những người kém may mắn hơn mình. Đó là suy nghĩ chung của gần 30 thành viên biệt đội An sinh xã hội nhí đến từ các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và thủ lĩnh của biệt đội này chính là hai chị em ruột Đinh Linh Đan, học sinh lớp 7 và Đinh Thị Thanh Bình, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở chuyên Hà Nội Amsterdam. Các em cùng có chung niềm đam mê với công việc thiện nguyện từ nhỏ. Trước đấy con cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện rồi. Thì vào hôm đấy là mùng 3 tháng 12 năm 2021, thì Úc Giai bọn con có ý tưởng thành lập một nhóm, là nhóm biệt an sinh xã hội, là bao gồm những bạn học sinh từ lứa tuổi đi học, là khoảng từ cấp 1 đến cấp 3. Nhóm bọn con thông thường thì là có một số hoạt động thường niên, thì là ví dụ như là tham gia ngày hội tình nguyện quốc gia, hoặc là dạy học cho trẻ em ở chùa Bồ Đề hay là trẻ em SOS. Và ở cuối tuần thì bọn con thường hay đi phát quà cho người vô gia cư ạ. Chương trình Tết truyền tay này bọn con cùng đơn vị đồng hành với mọi người ấy và mở 3 điểm ở Hà Nội. Thì đây là một trong số 3 điểm của bọn con ạ. Dự kiến thì sắp tới những cái bánh kẹo mà mọi người quyên góp con sẽ mang đến vùng biên giới là để tặng những trẻ em và người dân ở đấy. Con tham gia cái nhóm này với mong muốn là con có thể đi đến khắp mọi miền Tổ quốc để san sẻ yêu thương, giúp đỡ các bạn ở miền khó khăn hơn mình. Tại vì mình ở thành phố thì cũng đã rất là may mắn hơn rất nhiều rồi ạ. Thì con muốn cũng rút ngắn những khoảng cách giữa các bạn ấy và giúp đỡ các bạn ấy nhiều hơn trong cuộc sống. Sự điều đấy làm con cảm thấy rất vui và cảm thấy như là mình được san sẻ thêm những cái hạnh phúc của mình cho các bạn ạ. Không chỉ nhận những đồ quyên góp, các em còn tự tay làm nên những chiếc hộp đựng quà xinh xắn với mong muốn gửi được tình yêu và lòng chân thành của mình tới người nhận. Chị Linh Đan là trưởng nhóm nói là thỏa sức sáng tạo, nên là bọn con làm theo những kiểu của mình muốn ạ. Con đã nảy sinh ra ý tưởng thiết kế ra những bao bì như thế này và dán lên những cái hình như là hình trái tim, hình tròn hay là những cái hình con bướm ạ. Đây là tình cảm của bọn con dành cho các bạn đấy ạ. Con đi phát quà cho những người vô gia cư, con đi xây trường cho những em ở vùng cao và gần đây nhất là chương trình Tết truyền tay ạ. Sau 2 năm hoạt động, nhóm biệt đội An sinh xã hội nhí này đã lan tỏa yêu thương đến các trẻ em nghèo bằng nhiều hoạt động cụ thể. Qua đó kích thích, lôi cuốn được nhiều người lớn cùng tham gia thiện nguyện, đặc biệt là sự cổ vũ và đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh. Khi biết đến chương trình này thì bố mẹ con hoàn toàn đồng ý và bố mẹ con cũng muốn hướng con tới những việc thiện và việc tốt như thế này ạ. Tôi có 3 người con cùng tham gia và thành viên của biệt đội an sinh xã hội. Thì có con cũng tham gia từ buổi đầu tiên. Thì là tôi rất là vui khi mà có con đã tham gia chương trình này. Tôi muốn con tôi là người luôn luôn giàu lòng nhân ái, hướng thiện và muốn lan tỏa ý nghĩa đấy đến tất cả mọi người. Chúng tôi đằng sau để mà ủng hộ các con, quyên góp lại cùng theo chân các con để đi đem những cái món quà nho nhỏ gửi tới những người cơ nhỡ vô gia cư, trẻ em ở vùng biên giới. Ngoài các con được học ở trên ghế nhà trường thì thành lập những cái nhóm biệt đội an sinh xã hội như này cũng mong là các con sẽ hiểu được nhiều hơn và học hỏi được nhiều hơn và lan tỏa được tình yêu thương nhiều hơn đến với cộng đồng. Đấy là những cái mà bài học rất là bổ ích từ ngoài xã hội để sau này cũng là cái hành trang cho các con trưởng thành và những công dân có ích cho xã hội.